Thần tài mở kho, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trúng số độc đắc, tay ôm 100 tỷ về nhà, tiền nhét đầy két trong tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, cuộc đời có được có mất, vạn vật trên đời cũng luôn tương sinh tương khắc, họa là căn nguyên của hạnh phúc và phúc là mầm mống tạo nên tai họa. Vậy nên khi vui vầy trong hạnh phúc, cũng chớ quên đi tu sửa chính mình, cũng như khi trong tai ương, hoạn nạn cũng đừng chán trường buông bỏ, bởi sau điều tai họa ắt là điều hạnh phúc. Sống cuộc sống của mình sao cho mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc nhất, mỗi ngày đều cảm nhận được hạnh phúc, an lạc đong đầy mới đúng là thực tế. Nếu như mỗi ngày lo lắng cho tương lai, u sầu về quá khứ, vậy chúng ta sẽ chẳng có được một ngày hôm nay vui vẻ lạc quan. Theo tử vi học luận giải, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, số trời đã định, người này có tài, tâm phúc hơn người, chăm làm việc thiện, làm ăn cố gắng không quản khó khăn, được thần Phật che chở độ mạng. Bước vào tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023, đổi vận đổi đời, giàu sang phú quý, trúng số độc đắc, làm ăn tấn tới, tiền tài phát lộc, vàng đeo chĩu cổ, tiền tiêu chín đời không hết. Vậy vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 8 âm lịch này, mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Thần tài mở kho, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trúng số độc đắc, tay ôm 100 tỷ về nhà, tiền nhét đầy két trong tháng 8 âm lịch. Đầu tiên, xét về tính cách cuộc đời, vận mệnh tuổi Bính Ngọ. Những người đứng can Bính, tuổi Ngọ thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống có nhiều long đong vất vả. Bính Ngọ có sẵn tính nóng nảy, người khi giận thì như lửa bừng bừng, khi xong thì lại nguội lạnh. Tuy vậy, họ quan hệ rộng nên vẫn có nhiều bạn bè và không mấy khi nhờ vả tới ai. Bởi người này có lòng tự trọng cao, khí khái và cứng cỏi, họ luôn có ý thức tự lập, tự lực cánh sinh. Tính tình lanh lợi hoạt bát, phản ứng nhanh nhạy lại luôn gần gũi thân thiện với mọi người, họ có nhân duyên khá tốt. Người tuổi Bính Ngọ là mẫu người đôi khi tự khen mình, song rất biết nhún nhường, hy sinh vì người khác, họ lạc quan theo chủ nghĩa xê dịch, thích đi du lịch khám phá nhiều nơi. Tuy nhiên khi buồn bực họ rất dễ bi quan xuống tinh thần, có chí tiến thủ, tinh lực dồi dào, trí lực nhạy bén. Trong quan hệ tình người chân thành và đáng tin cậy, lòng dạ rộng rãi cởi mở, dí dỏm vui tươi. Quan niệm về thiện ác phân minh, sống lạc quan dũng cảm xông vào đói nghèo, giỏi tự lực cánh sinh, có đầu óc quan sát trực quan. Thích sống tự do thoải mái ung dung tự tại, có khả năng ăn nói và biện bạch có lý lẽ, trong làm việc thì nhanh nhạy sẽ tiếp thu cái mới. Người tuổi Bính Ngọ sống được cha mẹ dành cho của cải, về trung niên hậu vận giàu sang, nếu có lấy tuổi Tuất, tuổi Dần thì cố hòa hợp để sống. Chuyện tình duyên không mấy xuôi thuận, có thể phải hai lần đò mới đạt, họ không mấy hòa hợp với cha mẹ, anh chị em trong gia đình, nên tình thân hữu không mấy mặn mà, nếu ở xa nhau thì sẽ tốt hơn. Nhưng nhìn chung, tuổi này khi còn trẻ tuổi long đong, về sau phú quý sống lâu, tính nóng như lửa hoạt bát phóng khoáng, vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly. Cuộc sống hậu vận tốt nên cần làm nhiều điều thiện để được hưởng trọn số trời trong phong lưu khoáng đạt, thỏa chí tài của mình. Người tuổi Bính Ngọ là người thông minh lanh lợi, cũng rất hoạt bát và nhanh nhẹn, họ nhiệt tình phóng khoáng cũng có đầu óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng. Tính cách mạnh mẽ đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người, bản mệnh cảm thấy khó khăn để từ chối lời mời, lời đề nghị của người khác, dù họ không có hứng thú với việc đó. Đôi khi sự mập mờ ấy đã đẩy họ vào những khó khăn, rắc rối hết lần này đến lần khác. Nếu không muốn chuốc lấy phiền phức, thì tuổi Ngọ nên điều chỉnh lại hành vi của mình, học cách từ chối trong một số trường hợp. Thời còn trẻ bạn thích đi du lịch ở khắp mọi nơi để khám phá trải nghiệm những điều mới, họ ít dành thời gian cho gia đình mình bởi sự hấp dẫn thú vị của cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng những người bạn của mình. Đến khi trưởng thành bạn có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan thử thách, ý chí của tuổi Ngọ vẫn không bị mai một, ngược lại họ càng quyết tâm cố gắng phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Đây là những người có tài lãnh đạo, biết kết hợp giữa nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây ra bất mãn, cũng được cấp dưới tôn trọng và yêu quý rất nhiều, có mối quan hệ khăng khít tốt đẹp. Tuy nhiên, tuổi này nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng và đón nhận ý kiến của mọi người, chớ nên một mình một ý, sẽ trở thành người cô độc.
Sự tự tin và nhiệt tình giúp tuổi 1966 đạt được nhiều bước tiến trên con đường sự nghiệp. Họ biết cách cân bằng công việc. Dù công việc có nhiều đến đâu, quy mô lớn tới thế nào, cũng không thể làm khó được tuổi Bính Ngọ. Họ dùng chính thực lực của mình và nhẹ nhàng ứng phó với mọi khó khăn. Biểu hiện xuất sắc đó khiến họ nhanh chóng được cấp trên trọng dụng. Là vì đây là một trong số ít các bản mệnh hiếm hoi được sở hữu một trực giác ngoại cảm mãnh liệt. Cuộc sống của họ biết được cái gì nên làm, cái gì cần làm, cái gì nên buông, cái gì nên bỏ. Nên đôi khi họ không cần đọc cũng chẳng cần xem, cũng biết được cuộc hành trình sắp tới của mình sẽ đi theo xu hướng như thế nào. Cuộc đời của Bính Ngọ là khởi nghiệp tỷ phú tự thân, độc lập tự cường, từ tiền vận hay tiền trung vận cho tới trung vận của họ. Cũng lắm lần lên voi đôi lần xuống chó, từng ở trên mây rồi lại hạ phàm nơi mặt đất, nhưng dù bao nghịch cảnh tới cũng không thể lu mờ được khả năng xoay sở của 1966. Bao sóng gió tới chỉ cho họ mày mòn đi khắp nơi, còn lại trốn xây yêu đời yêu người, không hận thù chẳng luyến lưu. Không nhiều chuyện cũng chẳng quá bận tâm tới việc của người khác, việc mình làm, người mình quan tâm thì mình chăm, có mình thì mình lo. Bính Ngọ trong giai đoạn hậu vận từ nay trở đi sẽ là một giai đoạn rực rỡ nhất để xây dựng thành vinh hoa. Họ không cần quá cố gắng truy cầu mà tiền tài cơ hội vật chất sẽ tới với họ để họ nắm lấy và thực hiện. Trong chuỗi hành trình 10 năm sắp tới, Bính Ngọ có thể tìm đến thiền, yoga, học cách ung dung, học cách giao lưu, kiếm một vài cái sở thích để hưởng thụ cuộc đời. Kỳ thực ở độ tuổi này Bính Ngọ cũng tôi rèn cho con người mình một bản lĩnh cứng cỏi. Ở độ tuổi này Bính Ngọ luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Đương số giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi bộc chộp, bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Tài lộc và công việc sự nghiệp của một người có mối quan hệ mật thiết với nhau, có cơ hội thăng tiến hay không, phải làm sao mới được cấp trên cất nhắc, nắm bắt cơ hội thăng chức tăng lương như thế nào, liệu có bị tiểu nhân lợi dụng ngáng đường, đây là những vấn đề không của riêng ai. Không chỉ những người theo nghiệp quan chức, mà những người theo con đường khác như nhân viên hành chính, công nhân, người làm ăn kinh doanh đều rất quan tâm. Khi làm việc bạn nhiệt tình và lao động hết năng suất của mình, bởi vậy họ có thể đảm nhận khối lượng công việc gấp nhiều lần so với người khác và tất nhiên tuổi Ngọ cũng mất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình. Người này không thể chịu đựng được nếu như phải làm một công việc cố định, nhàm chán hay đứng yên ở một vị trí nào đó trong thời gian lâu. Họ thích những công việc năng động, tự do thoải mái được, đi lại và đặc biệt có thể phát huy được khả năng giao tiếp của mình. Tuổi Ngọ có thể thích hợp với những công việc của một nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, thư ký, phóng viên, nhiếp ảnh. Những nghề ấy sẽ giúp họ phát huy tối đa tài năng đam mê và sở thích của mình. Nếu như trở thành chủ kinh doanh, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Tư duy logic và con mắt nhìn xa trông rộng giúp họ có những đánh giá chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó phát triển những mặt hàng đem đến lợi ích cho mình và cho mọi người xung quanh. Trong công việc đứng trước khó khăn thử thách, tuổi Bính Ngọ không bao giờ sợ hãi lùi bước, ngược lại càng khó khăn thì họ càng quyết tâm chinh phục mục tiêu hơn. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà những người tuổi này có mối quan hệ xã hội rộng rãi, được nhiều người yêu quý quan tâm. Bởi vậy những lúc gian nan khó khăn, tuổi Ngọ nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Tuy nhiên, những người này sẽ bị thu hút bởi những thứ mới lạ hấp dẫn khác, bởi vậy không ít lần bạn bỏ việc giữa chừng. Để chạy theo những thứ mới mẻ kia, bản tính cả thèm chóng chán này khiến họ gặp phải nhiều rắc rối trong cuộc sống. Cuộc đời diễn ra khá nhiều biến động và thay đổi, họ khó có thể ổn định cuộc sống và công việc theo ý muốn. Nguyên nhân sâu xa là do tính tình nóng vội, bốc đồng, thiếu kiên nhẫn và dễ thay đổi. Khi trưởng thành tuổi Bính Ngọ mới có những suy nghĩ chín chắn hơn và nhận thấy trách nhiệm của mình đối với những người thân xung quanh. Tuổi này năng động, nhiệt tình và cháy hết mình với đam mê công việc, họ dường như không bao giờ gặp khó khăn về vấn đề tài chính, ngược lại còn có thể giúp đỡ nhiều người nghèo khổ, có hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc đời. Để đạt được thành công đương số phải trải qua không ít khó khăn, thất bại và cả sự tuyệt vọng, khi họ nhận ra những thay đổi nhanh chóng, luôn khiến họ rơi vào tình thế khủng hoảng, thì cũng là lúc bạn quyết định thay đổi bản thân, kiên trì bước tiếp trên con đường mình chọn, dù có đầy chông gai gian khổ. Về mặt tài vận thì tuổi Bính Ngọ thường nỗ lực và có nhiều hoạt động tích cực, thế nên họ thường không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Đó chính là nhờ những mối quan hệ ngoại giao rộng khắp và thái độ viên mãn về cuộc sống đã đem lại phúc tài cho bạn. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi khi khó khăn họ lại có quý nhân phù trợ giúp đỡ, bởi vậy những người này không bao giờ gặp phải cảnh thiếu thốn. Họ khéo léo tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ làm ăn, bạn bè trong mọi lĩnh vực,
Điều đó giúp cho tuổi Ngọ học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới cho bản thân mình. Đừng vòng vo hay cố nói dối tuổi Bính Ngọ, họ sẽ nhanh chóng phát hiện và vạch trần sự thật. Nếu muốn thu hút sự chú ý của người này, bạn chỉ cần kể những câu chuyện hấp dẫn một cách ngắn gọn, biểu cảm để kích thích sự tò mò của họ. Dù gặp vô vàn những khó khăn trước mắt, thế nhưng tuổi Ngọ vẫn luôn vui tươi thoải mái, lạc quan và yêu đời. Họ tự hưởng thụ cuộc sống của chính mình như thể hôm nay không làm, ngày mai vẫn còn cơ hội, không có việc gì phải vội vàng. Bạn thường kiếm tiền dựa vào những mối quan hệ ngoại giao, làm việc nhờ môi giới rất thiếu tính ổn định và không đáng tin cậy, bởi vậy họ không có được nguồn thu nhập ổn định. Trong suốt cuộc đời họ đạt được nhiều thành công và không ít lần thất bại, mọi thứ đều dễ biến đổi, bởi vậy bạn nên hiểu rõ cái vận thế lên nhanh xuống mau của mình. Nếu như bạn lơ là thiếu thận trọng trong giây lát, rất có khả năng khiến bạn phá sản thậm chí chẳng còn đất dung thân. Bạn phải thận trọng hơn nữa, chỉ cần bạn kịp thời nắm chắc bản thân, nắm chắc thời cơ, thành công ở ngay trước mắt bạn. Người tuổi này nhiệt tình sôi nổi, khẳng khái cương trực, có tố chất lãnh đạo, họ phóng khoáng tư tưởng rộng mở, óc sáng tạo phong phú, cũng rất có tài năng thiên bẩm về diễn xuất và kịch nghệ, có tham vọng lớn, có ước mơ xây dựng sự nghiệp vững vàng hùng mạnh. Nếu may mắn gặp được người lãnh đạo khiến họ thấy tâm phục khẩu phục, thì họ sẽ là cấp dưới mẫn cán và trung thành, không một lời oán thán, mà gánh vác hết trọng trách, thậm chí ngay cả những công việc tẻ nhạt ngoài sở thích cũng chẳng chối từ. Vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng tới tài chính, bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc, sự nghiệp để tăng thu nhập. Muốn có cuộc sống hạnh phúc giàu sang, thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Tiếp theo, hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch. Theo lịch vạn niên, tiết Bạch Lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày Bạch Lộ. Bạch Lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết Bạch Lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước, những hạt móc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh, khiến hơi nước ngưng tụ kết thành sương đọng trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết Bạch Lộ là tháng 8 âm lịch, tháng 8 âm ứng với quẻ phong địa quán. Quẻ này có hai hào dương ở trên, bốn hào âm ở dưới, hai hào sơn tượng trưng cho quân tử, các bậc lão thành, hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu mực cho kẻ dưới noi theo đó là một điều tốt. Hơn nữa, quẻ thượng là quẻ phong tức là gió, quẻ hạ là quẻ địa tức là đất, gió thổi trên mặt đất tượng trưng cho đạo đức, lẽ phải, mẫu mực, nghĩa nhân quân tử được lan truyền mọi nơi, quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên, khí âm rất thịnh nên sau tiết Bạch Lộ nhiều người cần phải đề phòng bệnh tật, các chứng nhiễm cảm phong hàn. Tiết Bạch Lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu, tháng mùa thu có khí kim cực vượng, nên những người sinh tháng này được trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết, dứt khoát và tín nghĩa thông minh đoan chính, nhiều người có dung mạo tú lệ khôi vĩ và tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm mệnh lý khuyết kim cần có kim bổ trợ để cân bằng ngũ hành trong tứ trụ, thì đây là khoảng thời gian vượng vận. Nhờ được bổ kim nên họ sẽ ổn định về mặt sức khỏe, vững vàng về mặt tâm lý, trí tuệ thông thái mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó là tiết Bạch Lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết Bạch Lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng con người ta buồn rầu, thế nhưng đây cũng là mùa thu hoạch, cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc vàng thu, cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí nên duy trì thái độ tích cực, chính là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ càng cao. Trong những ngày thu của tiết Bạch Tiết Lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào trong nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ đi cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn. Khi tâm tình buồn lo hãy nhấp chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống, giảm bớt u buồn. Ngoài ra vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành, thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết Bạch Lộ. Ngoài các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tâm tình, nghe các bản nhạc thiền,
hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm tĩnh thần, hun đúc tình cảm tích cực trong con người. Ở thời điểm buồn bực hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc, tự nhiên bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại và bình yên hơn. Đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết bạch lộ rất tốt. Dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết bạch lộ, qua tiết bạch lộ thì táo khí sẽ dần thịnh lên, táo sẽ tổn thương phổi. Lúc này nên ăn nhiều thức ăn tư âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, của cải trắng và nấm tuyết. Ngoài ra vào tiết bạch lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo gạo nếp với các nguyên liệu có thể kiện tỳ vị, bổ trung khí phòng thu táo. Các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Bính Ngọ trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý cô bác cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Xét trên phương diện sự nghiệp, tuổi Bính Ngọ, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Theo dõi tử vi tuổi Bính Ngọ tháng 8 âm lịch, vận trình sự nghiệp của con giáp này đang tăng tiến, có nhiều điểm báo tin vui mừng, trong tháng có quý nhân hỗ trợ, thái âm cho thấy quý nhân là nữ mệnh. Nhờ có quý nhân chỉ lối dẫn đường mà con giáp này có thể đạt được mục tiêu của mình nhanh chóng hơn, không cần phải đi đường vòng, mất nhiều thời gian và sức lực như trước kia. Sẽ có vài biến động trong công việc của con giáp này, có thể tuổi Ngọ sẽ được sắp xếp lại công việc mình phụ trách hay thay đổi nơi làm việc. Mỗi một sự thay đổi đều là cơ hội tốt để con giáp này học hỏi thêm kinh nghiệm và kiến thức cho mình. Mệnh chủ về cuối tháng sẽ gặp phải những chuyện không như ý, có thể bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp kèn cựa hay khách hàng gây khó dễ, hãy giữ bình tĩnh nhất có thể, đừng để cho mình trở nên bốc đồng thiếu kiểm soát. Nhìn chung, có nhiều việc được bản mệnh hoàn thành, nhưng bạn vẫn đang bước tiếp trên con đường thấu hiểu chính mình. Tháng trung thu này mở ra cho bạn những cơ hội tiếp cận gần hơn với lĩnh vực tâm linh, sẽ rất thú vị nếu bạn chịu khó tìm hiểu thêm và áp dụng vào cuộc sống của mình. Điều mà bạn mong đợi là một câu trả lời cho những vấn đề mà bạn đang trăn trở, dường như không tìm đến với bạn ngay và đem lại sự hài lòng mà bạn mong muốn. Điều quan trọng chính là đặt ra câu hỏi và sẵn sàng lắng nghe, thay vì giữ mối bận tâm cho riêng mình, có thể lời giải không nằm ở đâu xa, mà trong chính những điều bạn trông thấy hàng ngày, hãy tìm cách giải mã chúng, rồi bạn sẽ tìm ra những điểm thú vị từ đó phát huy năng lực hiện tại. Xét trên phương diện tài lộc, tháng 8 âm lịch tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Việc đầu tư làm ăn kinh doanh trong tháng 8 này đang mở ra rất nhiều cơ hội mới cho con giáp tuổi Bính Ngọ, thế nhưng bạn vẫn nên ưu tiên các hạng mục quen thuộc, tránh ôm đồm thêm quá nhiều. Với ai đang thừa thắng xông lên trong lĩnh vực của mình đang phát triển, tốt hơn hết là hãy mở rộng thêm lĩnh vực mới, dù thế nào cũng ưu tiên phương án an toàn hơn bạn nhé. Thời điểm này lộc trời đang trao bản mệnh nên chú ý để nắm bắt cơ hội, người kinh doanh buôn bán sẽ thấy rõ những biến chuyển trong vận trình tài lộc của mình. Khi khách hàng nườm nượp ra vào, các đơn hàng tới tấp bay về, thu nhập tăng lên gấp bội. Người làm công ăn lương tuy vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc gia tăng thu nhập, nhưng bình quân nhìn chung thì tiền bạc vẫn đảm bảo cuộc sống cơ bản, ngoài thu nhập từ công việc chính. Con giáp này còn khéo léo sắp xếp thời gian mà kiếm thêm thu nhập từ bên ngoài. Nếu muốn tìm phương hướng để đầu tư, thì việc trước tiên của bạn vẫn là nên tiết kiệm trước đã. Tháng này không có quá nhiều việc phát sinh, nên bản mệnh không cần phải chi tiêu quá nhiều. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, tuy nhiên bạn có thể cảm thấy phiền phức. Khi có ai đó muốn vay mượn số tiền lớn, bạn vừa không có sức để giúp họ, nhưng cũng rất nghi ngờ về việc họ dùng tiền để làm gì. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Bính Ngọ, trong tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Xét về tình duyên của tuổi Ngọ tháng 8 âm cho thấy, trong tháng có đào hoa nở rộ, thái âm cát tinh trợ lực nên nhân duyên khá vượng, con giáp này dễ tìm được người tâm đầu ý hợp qua mai mối. Nữ mệnh có khả năng thành công cao hơn, mệnh chủ có thể được người thân hay người quen là nữ lớn tuổi, giới thiệu cho các đối tượng tìm hiểu yêu đương. Với một số bạn khác có thể tìm được định mệnh của đời mình. Khi tham gia các hoạt động xã hội, chơi trong hội nhóm đông người, tháng này chuyện hẹn hò trở nên khả thi hơn nhiều, đừng nên để lỡ mất thời cơ. Người có gia đình, tình cảm của bản mệnh càng ngày càng được cải thiện, có thể trước đây hai người hy vọng về nhau quá nhiều nên thất vọng. Đến nay hai bạn đã thực tế hơn và hiểu rằng trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả, mọi người đều tự đặt mình một giới hạn nào đó và khi mọi thứ vượt ngưỡng, phá vỡ mọi giới hạn đề ra lúc ban đầu, bản thân sẽ rơi vào trạng thái khổ đau, đó hoàn toàn là điều không nên mà cho tới tận giờ bạn mới nhận ra. Cũng sẽ có những ngày du lịch ngắn ngày để hâm nóng tình cảm đôi bên, hai bạn có điều chưa hài lòng về đối phương, nhưng đã biết học cách thông cảm và bỏ qua cho những thói xấu ở nhau.
Cuối cùng là phương diện sức khỏe, tuổi Bính Ngọ trong tháng 8 âm lịch năm 2023. Theo tử vi tháng 8 âm, thực thần mang tới lời mời ăn uống, tụ tập bạn bè khá nhiều trong tháng này. Có thể là vì bạn tổ chức lễ trung thu với hết nhóm bạn này, đến nhóm bạn khác, mỗi buổi như thế bạn lại ăn nhiều hơn và có dấu hiệu tăng cân. Nhìn chung tình hình sức khỏe của con giáp tuổi Bính Ngọ lúc này khá ổn định. Bạn không quá tham công tiếc việc như trước kia và luôn cố gắng tìm cách để cân bằng cuộc sống, công việc bằng thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Trong các bữa ăn, bản mệnh nên lưu ý chậm lại. Đó cũng là cách tốt để bạn cải thiện sức khỏe mà ít nghĩ tới ăn uống hơn, ăn chậm sẽ tốt hơn cho dạ dày của bạn. Chưa kể việc này khiến bạn no nhanh hơn, tránh việc ăn nhiều dồn dập, rồi ngồi thở vì ăn quá nhiều. Thay vì uống cà phê, bạn có thể uống trà xanh để giữ tinh thần tỉnh táo hơn. Hơn nữa, những chất có trong trà xanh cũng rất tốt, có thể giúp bạn tiêu mỡ. Ngoài ra, chúng có chất chống oxy hóa cao, giúp bạn trẻ lâu. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải. 4 tuần trong tháng 8 âm lịch, để mệnh chủ tuổi Bính Ngọ có những kế hoạch phát triển. Tử vi tuần 1 trong tháng 8 âm lịch tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Theo tử vi tuần mới tuổi Bính Ngọ, gặp nhiều điều lo ngại trong công việc, bản mệnh đi xa làm ăn thì không tốt, dễ có tai nạn bất ngờ. Đặc biệt là có người làm kinh doanh, mua bán gặp khách khó tính, nguồn hàng có vấn đề nên phải cẩn thận. Tiền bạc thì về cuối năm mới gặp may mắn, còn đầu tuần thì không mấy khả quan, làm ăn chung động vốn liếng thì cần phải cẩn thận bị lừa. Tiền cho vay cũng không đòi lại được, thời gian này đừng ham đầu tư kẻo mất trắng, nên tập trung vào công việc chính, thay vì ôm đồm quá nhiều thêm những công việc phụ. Thêm vào đó, con giáp này cuối tháng nên hạn chế đi xa, chơi bời gần sông nước, công việc có chuyện không may. Thế nhưng bù lại, con giáp này sẽ biết nắm bắt được nhiều cơ hội khác nhau. Nam giới cũng bớt xui xẻo hơn, may mắn là đầu tuần cực kỳ vượng duyên, bản mệnh đi đâu cũng được người khác quý mến. Nhờ tính cách hiền lành vui tươi, bạn bè khá nhiều nên hay có tiệc tùng, hội ngộ giải tỏa căng thẳng, trong gia đạo dễ có tin vui liên quan tới cưới hỏi. Tử vi tuần 2 trong tháng 8 âm lịch tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tử vi tuần 2 bản mệnh khá chật vật vì có khá nhiều chuyện xui xẻo xảy đến, lưu ý về công việc và khoảng thời gian đầu tháng, tức là cuối tuần không được chủ quan hấp tấp hay nhảy việc, con giáp này vì thế cần phải thật tỉnh táo và tin tưởng vào các quyết định của chính mình, chớ nên dao động vì lời nói của người khác. Thêm vào đó, đi xa làm ăn không có lợi, nên chuẩn bị thật chu đáo hoặc rời lịch sang tuần sau. Vận tài lộc đầu tuần có may mắn, nhưng đừng thấy tiền về mà tiêu xài hoang phí, bản mệnh lưu tâm không được cho vay mượn tiền hay đòi nợ kẻo mất cả chì lẫn chài, làm ăn hết sức cẩn trọng vì có thể sẽ gặp phải kẻ tiểu nhân gièm pha hãm hại. Trên phương diện tình yêu, may mắn sẽ đến với nhiều người còn đơn côi lẻ bóng, bản mệnh cứ sống cho bản thân mình và những người thương mình thì may mắn sẽ đến, người có đôi đừng nghĩ tới chuyện ong bướm bên ngoài vì kết cục không có lợi. Tử vi tuần 3 trong tháng 8 âm lịch tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Theo tử vi tuần 3, công việc của đương số sẽ có tranh chấp kiện tụng, bức xúc, bất công, kẻ có công nhưng không được công nhận, kẻ nhàn rỗi lại được tung hô, nhưng đừng vội bức xúc, chỉ cần bản mệnh làm ăn chính trực, không làm tổn hại tới ai thì cứ thẳng lưng mà sống. Tiền bạc khá vượng và khoảng thời gian cuối tuần, con giáp này có lộc ăn uống, quà cáp hoặc được đi du lịch, các cơ hội làm ăn sẽ đến nhưng phải mạo hiểm một chút, nếu không thì cứ hết mình với công việc hiện tại. Tài lộc chỉ về với những người biết cố gắng và trau dồi bản thân, tình cảm khá vượng, bản mệnh ăn nói có duyên, nên hay được người khác cảm mến. Nữ tuổi này nếu mà chưa lập gia đình thì hay được người khác để ý, nhưng bản thân không hề hay biết. Những người đã có gia đình thì đề phòng có kẻ thứ ba hoặc bị người ngoài châm chọc, phá hoại hạnh phúc. Bản mệnh cũng nên hạn chế ăn nói tùy tiện, kẻo vướng vào họa thị phi, chuyện tình cảm dù vượng tới mấy cũng không nên đem ra khoe khoang. Cuối cùng là tử vi tuần 4, trong tháng 8 âm lịch những người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tử vi tuần cuối của vận trình tuổi Bính Ngọ nhìn chung ở mức chấp nhận được, con giáp này có sóng gió nhưng cũng có may mắn, trong cái rủi lại có cái may. Công việc vô cùng may mắn, học tập cũng vậy, thăng quan tiến chức thuận lợi, thi cử đỗ đạt cao. Công việc khá bận rộn khiến bản mệnh không có nhiều thời gian suy nghĩ lung tung, hơi đâu mà để ý những chuyện linh tinh bên ngoài. Đây là lúc bạn thể hiện năng lực của bản thân cũng như mang về một khoản tài chính kha khá. Tài lộc vô cùng vượng phát nếu như bản mệnh tránh được thị phi kiện tụng, sự cả tin luôn là điểm yếu mà tuổi Bính Ngọ cần phải khắc phục.
hãy lắng nghe mọi việc bằng cả hai tai, tránh rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Làm ra tiền thì nên im lặng, bán được hàng cũng đừng vội khoe khoang kẻo lại hao tài. Tình cảm lại có phần đi xuống, nếu đã có kế hoạch đi đâu đó cùng gia đình, bản mệnh hãy thật cẩn thận và đề phòng bất trắc bất cứ lúc nào. Nếu ở một mình mà vẫn tốt, thì đừng vội tìm người yêu hay đi thêm bước nữa, làm như vậy là rước thêm khổ vào người. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, luật nhân quả rất linh nghiệm và không trừ một ai, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Nếu kiếp này làm việc ác mà không bị trừng trị thì kiếp sau sẽ gặp quả báo nặng hơn. Dân gian cũng đã lưu truyền câu nói, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nếu kiếp này ăn ở tốt mà chưa được hưởng hạnh phúc, ắt do tâm còn nhiều vướng bận, còn nhiều dục vọng, nếu tu tốt sẽ để lại duyên lành cho đời sau. Trên đời này luôn có nhân quả, chỉ là nó đến sớm hay muộn, chúng ta không thể trốn tránh được nghiệp báo do những điều ác mà chúng ta đã làm. Dù đi cùng trời, dù đi cuối đất thì ác nghiệp vẫn phải đền ác nghiệp mà thôi. Chúng ta nên nhớ rằng trong nhân quả giàu và nghèo, thì giàu sang ấy là điều dự báo của họ về những việc tốt họ làm trong nhiều kiếp trước, chứ không phải do làm ăn bất chính trong đời này mà có được. Nhân quả mang tính cách ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, đồng thời những người hiền lành, làm ăn lương thiện mà vẫn chịu sự bất hạnh, hoặc nghèo đói, thiếu thốn khó khăn là do họ không biết bố thí và cúng dường, chứ không phải vì họ sống lương thiện mà bị thua thiệt đói nghèo. Ngoài những tội có kết quả trong hiện tại còn có vô số những việc ác sẽ kết thành quả xấu trong tương lai, con người thường sợ quả báo hiện tại mà xem thường quả báo ở vị lai. Vì thế những người đã phạm tội nhưng chưa bị phát hiện hoặc đã hạ cánh an toàn thì ung dung hưởng thụ, thản nhiên như người vô tội, thậm chí đắc ý cười thầm. Sự thật thì không phải như vậy, lương tâm luôn cắn rứt và tội báo sẽ đến với những người ấy, không thể nào thoát khỏi. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.